Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào ngày thứ sáu hàng tuần. Thì ngày hôm qua một số anh chị em nhà đầu tư trong team Sài Gòn ra Hà Nội, chính vì vậy nên là Hồng Lê đã hơi chìm hơi sâu, phải nói là chìm cực kỳ sâu, và trong ngày hôm nay thì gần như Hồng Lê không có tư vấn được gì cho anh em cả, thì có thể là anh em cũng rất là thông cảm bởi vì là chìm sâu quá. Thế thì trong cái bản điểm tin ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhìn lại tháng 5, tức là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5 ngày 29 tháng 5 đã khép lại. VN Index của chúng ta đóng cửa ở 864 điểm, và đây cái chỗ nến cái điểm xanh xanh cùng đánh dấu đây, đó là điểm chúng ta bắt đầu vào tháng 5. Thì cái câu chuyện xe ăn may đã không lặp lại ở trong năm 2020, và phải là buy may, tức là tháng 5 VN Index của chúng ta đã có một cái nhịp tăng tương đối tốt và tương đối là ổn định, đúng không ạ? Đối với chỉ số VN Index của chúng ta. Thì trong cái bản điểm tin số 105 phân tích định lượng thị trường tuần từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 thì Hồng Lê đánh giá rằng VN Index của chúng ta có một cái điểm tựa ở vùng 850, và chúng ta cần phải quan sát cái điểm tựa đó để làm gì ạ? Để chúng ta quan sát cái đường đi nước bước của thị trường và một số các cái mã cổ phiếu tâm điểm của thị trường, ví dụ như là Vinhome, ví dụ như FRT, ví dụ như Vietcombank, ví dụ như Công Thương, thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích lại. Và hiện tại thì team của chúng ta chứng khoán chiến binh trên từng con sóng đã có lượt đăng ký là 11.000 anh chị, 11.100 anh chị em đăng ký team. Và hàng tuần thì các anh chị cũng đã rất là chờ đợi những cái phân tích và định lượng của Hùng. Thì không có gì có thể cản nổi bước chân của những gọi là những chiến binh của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta cưỡi sóng và những cái phân tích định lượng của Hùng thì gần như nó rất là sát, và nó đi trước thời gian. Đó, nó đi trước thời gian để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta luôn luôn ổn định và luôn luôn chủ động trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch. Hùng Lê lưu ý thêm anh chị một tí nữa, đó là dưới các cái bản tin hàng tuần. Ở dưới các bản tin hàng tuần thì các anh chị vui lòng là chúng ta không để lại số điện thoại. Chúng ta không để lại số điện thoại ở trên này để xin Hùng Lê vào team. Để xin Hùng Lê vào team, và Hùng Lê sẽ trả lời những cái câu hỏi, những cái câu hỏi của các anh chị hỏi về cổ phiếu. Còn nếu như các anh chị cảm thấy rằng là những cái phân tích định lượng của Hùng nó đúng, nó trúng và nó sát và nó phù hợp với cái quan điểm đầu tư của các anh các chị, thì các anh chị vui lòng liên hệ với Hùng Lê qua Zalo 0968279555. Và khi các anh chị kết bạn với Hùng thì các anh chị lưu ý là chúng ta nhớ nhắn tin, bởi vì bây giờ cái danh sách kết bạn của Hùng nó tương đối là dài đó, và những cái kết bạn như thế này chỉ có ghi gọi là chỉ có kết bạn thế này thì gần như Hùng Lê cũng không có thời gian để Hùng Lê đấy, gần 200 lời mời kết bạn, và nếu như anh chị mà chỉ có ghi như vậy thì Hùng không có thời gian để đủ thời gian để trả lời các anh chị, mà chúng ta phải nhắn tin cho Hùng, tức là kết bạn xong thì Hùng các anh các chị cần Hùng Lê ở những cái điểm gì thì để Hùng có xem, để Hùng có cái sự tương tác đó. Và khi mà các anh chị mà cảm thấy phù hợp rồi, đúng không ạ, thích hợp rồi, thì chúng ta có thể về đồng hành cùng với Hùng tại công ty chứng khoán VPS. Và có một điều thực tế là gì, đó là chứng khoán thì nó phải là thường nhật, nó phải là hàng ngày. Phái sinh thì đương nhiên rồi, nhưng cơ sở cũng như vậy, tức là có những cái tình tiết về cổ phiếu nó phát sinh ở trong tuần thì cuối tuần Hùng mới tổng hợp lại, mới phân tích lại, đó thì nó đã có một cái độ trễ nhất định đó. Hùng lấy ví dụ như là một cái mã cổ phiếu của HNG đó, thì Hùng đã phân tích đây, các anh chị nhìn thấy 4 ngày đó, 4 ngày, và đến bây giờ cuối tuần thì Hùng nói lại cái câu chuyện HNG, thì HNG đã đi ở một cái điểm nó khá là xa rồi đó, ví dụ như vậy, đúng không? Những cái điểm mua rất là đẹp ở đó, về target này 17 cộng này, và hiện tại thì HNG đang đang đi ngang ở quanh vùng 13.8 đến vùng 14, vùng này chúng ta đây là cái vùng mà cho chúng ta điểm mua vàng đó. Và Hùng có lưu ý là HNG thì về cơ bản nó không ổn lắm và được xếp vào dòng đầu cơ đó, và chính vì vậy nên là chúng ta có thể cân nhắc đó. Vậy thì bây giờ Hùng sẽ thử xem lại một cái thực tế ở đây, ví dụ như là Hùng đánh lại HNG, đúng không ạ? HNG thì hình như phiên hôm nay rất là tốt đó, thì hôm nay nó đã lên như này thì chúng ta rõ ràng là những cái phân tích của Hùng đã là phân tích từ vùng 13 và 4 ngày trước, thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia ở được những cái vùng 13.8 đến vùng 14 ở đây, nó rất là đẹp đó, ví dụ như vậy. Hoặc là
hoặc là VRE chẳng hạn. Đó, VRE sau khi mà chúng ta đã kết thúc cái câu chuyện, đúng không ạ? Cái câu chuyện là bán trần. Đây, 9 ngày trước thì Hùng đã khuyến nghị tất cả những anh chị em canh bán trần ở vùng 26.6 trong một cái nhịp đánh trước. Và đến ngày hôm qua, cách đây một ngày thì Hùng đã bắt đầu có khuyến nghị là VRE sẽ có những cái việc gọi là trả cung trả cầu quanh vùng 26, và chúng ta canh để chúng ta cân hàng. Và mục tiêu tiếp theo của VRE là đánh lên vùng 32 cộng đó, ví dụ như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta có thể nhìn lại VRE, đúng không? VRE đó, vậy thì khi một cái bản tin cuối tuần thì bây giờ VRE đã có giá 27.5 rồi đó, thì so với cái vùng 26 26.5 ở cái vùng của cái phiên khuyến nghị ngày hôm qua đó, thì đấy là những cái điểm trả cung lại để chúng ta có thể tham gia rất là đẹp. Và mục tiêu của VRE thì lên vùng 32 đó. Vậy thì khi các anh chị thấy phù hợp rồi thì chúng ta về, chưa phù hợp thì chúng ta tiếp tục xem những cái bản tin của Hùng. Ok, chúng ta sẽ view lại toàn bộ thị trường. Và trước khi mà chúng ta view lại thị trường thì chúng ta cũng thấy rằng là chỉ số Dow Jones hiện tại cũng đang khá là đẹp, bứt lên. Chỉ có mỗi ông Hang Seng Seng hai thì hơi kém. Chỉ số Nikkei 225 thì cũng đang có những cái mức tăng rất là mạnh, chứng tỏ là những cái yếu tố đó nó sẽ hội tụ và nó sẽ ủng hộ cho cái xu thế thị trường của chúng ta ở trong những cái tuần tiếp theo. Đối với VIX trong giai đoạn hiện tại thì Hùng không có kiến nghị đầu tư. Đó, các anh chị có thể thấy rằng là một tuần gần như đi ngang, không có cơ hội sinh lời và đi ngang siết chặt như này. Chúng ta mua, chúng ta giam tiền vào đây thì chúng ta mất đi những cái cơ hội khác. Vinhome bản thân, tại vì sao Hùng lại phân tích Vinhome, và Vinhome thì cũng đã có những cái nhịp phân tích khá là dài từ vùng đâu đó 60, sau đó thì lên cái mục tiêu ở vùng 70, vượt thoát vùng 70 thì Hùng đặt mục tiêu ở vùng 80. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà Vinhome trong cái kịch bản mà phân tích ở tuần trước, thì chúng ta thấy khi Vinhome nó có những cái nhịp đánh lên thì chúng ta đã dò tìm những cái vùng giá mục tiêu chỉnh lại ở đâu đó khoảng vùng 74.5 đến vùng 75. Ở cái vùng 74 75 này, nó 74.5 này nó không bị gãy, và cái lực cầu tiếp tục duy trì ổn định. Đây là một cái lực cầu cực kỳ ổn định của Vinhome trong thời điểm hiện tại. Đó là gì ạ? Đó là giao dịch trên 2 đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên, đó là một cái tín hiệu cực kỳ tốt. Bởi vì chúng ta nhận thấy là trước đây Vinhome đâu đó chỉ giao dịch không đủ 1 triệu cổ phiếu trên một phiên, nhưng trong cái thời điểm hiện tại những cái dòng tiền lớn đã bắt đầu đánh cổ phiếu Vinhome, thì không có lý do gì Vinhome không lên cả. Và hàng tuần chúng ta sẽ từng bước cập nhật các cái target tiếp theo, và Vinhome mục tiêu 8x vẫn giữ nguyên. VRE thì ông nói rồi, vùng 26 26.5 cân hàng, và chúng ta mục tiêu tiếp theo của VRE trong nhịp này đánh chạm vùng 32. Hiện tại những cái tín hiệu kỹ thuật của VRE đang khá là tốt, khá là ok. Sapico có gì không nhỉ? SAB. SAB cũng không có cái gì cả, một tuần đi ngang tích lũy hẹp ở quanh biên 175 176 kháng cự trước mắt của SAB vùng 180, cổ phiếu tạo lập thị trường, không có gì để chúng ta đầu tư. Vinamilk đường về 120 mà sao chưa về nổi nhỉ? Vinamilk. Vinamilk trong những phân tích định lượng gần đây nhất, đúng không ạ? Vinamilk chỉnh giảm và không bị gãy nền 110, thì mục tiêu tiếp theo của Vinamilk ở vùng 120, và trong tuần thì đã có đạt được đến đâu đó khoảng vùng 118 và bị rơi lại. Cái phiên rơi lại này là cái phiên do phái sinh sọt thôi, do phái sinh sọt. Đối với Vinamilk thì những cái điểm rơi này ở cái lực lực cầu lực cung cầu ra nó khá là bé. Chính vì vậy nên là cái mục tiêu của Vinamilk thì không có gì thay đổi cả, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại Vinamilk là một cái mã cổ phiếu trụ mà Hùng lên đánh giá rất là đẹp. Khả năng sang tuần tới thôi, sang tuần tới vùng 113, vùng 113 không thủng thì sang tuần tới Vinamilk sẽ có những cái nhịp đánh tích lũy ở quanh vùng 115. Và mục tiêu tiếp theo của Vinamilk vẫn là về vùng 120. Vượt thoát 120 thì chúng ta sẽ xây dựng cái target tiếp theo của Vinamilk. Hàng không VRIC. Đối với VRIC cũng một tuần không có gì đột biến, khi mà dòng tiền thì đang có xu hướng đi ngang siết chặt như này. VTC chưa chưa gọi là chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt. Ngắn hạn, trong ngắn hạn thì những cái áp lực tín hiệu MACD như thế này thì có thể những cái áp lực chỉnh vẫn đang hiện hữu,
và chúng ta sẽ canh ở quanh vùng 110 để chúng ta xem cái vùng này nó có gãy không, vùng này không gãy hoặc là ở VTT đi ngang và sau đó thì có một cái phiên hút cầu để quay trở lại, thì khi đó chúng ta sẽ có những cái định lượng ở trong phiên. Còn về cơ bản tín hiệu hiện tại là vẫn đang là tín hiệu đi ngang thiên về kịch bản giảm. HVN, bản thân HVN chúng ta đang có một cái nền nó đi ngang ở đây, ở đó vùng hỗ trợ 26.5 không gãy và biên trên của nó là vùng 28. Bây giờ ông phải vượt được cái vùng 28. Bản thân sau một phiên đánh đánh hút cầu rất là mạnh ở đây thì lại có những phiên trả trả rất là nhẹ nhàng, thì cái bản thân tạo lập của thằng này nó là như vậy. Sau một phiên đánh mạnh lên thì thường thường là nó sẽ có khoảng 3 đến 4 phiên là nó sẽ trả cầu. Và chúng ta quan sát cái tín hiệu trả cầu của HVN ở trong cái vùng 26 đến 26.5 đến vùng 28, nếu như vùng này không gãy và cái lực mua ở trong các phiên nó vẫn duy trì ở dưới khoảng 1 triệu cổ phiếu thì cái cơ hội để HVN đánh tiếp là còn. Và mục tiêu tiếp theo của HVN ở khoảng vùng giá 32. Phân tích luôn mã cổ phiếu ACV hàng không, thì ACV cũng hoàn toàn tương tự như vậy. ACV cũng đang gặp một cái cản ở đây, một cái cản ở đây là cái cản 61.5 thì chưa vượt thoát được, và chính vì vậy nên cổ phiếu này lại bắt đầu quay quay lại nền, quay lại tích lũy nền. Thì chúng ta quan sát thôi, với những anh chị em nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ những cái mã cổ phiếu như này thì thường thường chúng ta sẽ chọn những cái điểm hỗ trợ, đó là cái điểm xanh xanh ở đây thì để chúng ta mua, và chúng ta sẽ canh bán ở những cái điểm kháng cự, bởi vì khi gặp kháng cự thì thường là cổ phiếu sẽ dội lại. Thì đối với ACV thì tín hiệu ngắn là vẫn xu hướng đi ngang ở quanh vùng 58 đến vùng 59 trước khi có những cái lực cầu mạnh quay trở lại bắt lại cổ phiếu này, những phiên đạt khoảng tầm từ 500.000 đến 600.000 trên một phiên. BVH thì trong tuần đã có một phiên đánh tương đối là mạnh. Mục tiêu của BVH đó là chạm vùng 55, nhưng trên thực tế là phiên này chỉ chạm được khoảng vùng 53.2 và sau đó BVH bị chốt lại. Thì về cơ bản là tín hiệu của BVH, với những cái tín hiệu như thế này thì BVH lại cần thêm thời gian để tích lũy lại nền. Các chị nền 48 mà không gãy, BVH có thể nó phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới, ở những phiên đầu tuần có thể BVH sẽ có những điểm tích lũy lại ở quanh vùng 48 và lực cầu, chúng ta sẽ quan sát lại cái lực cầu quay trở lại. Mục tiêu của BVH không gãy 48 và đánh vượt vùng 55 vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Mansan ở trong cái thời điểm hiện tại là một mã cổ phiếu blue chip, mà Lê đánh giá rằng là chúng ta sẽ có những cái sóng dài của cổ phiếu này, và sóng dài đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích hàng tuần. Đầu tiên đó là chạm vùng 65, thì cái target của Mansan 65 thì nó đã hoàn thành rồi, và khi chạm trần thì thường là cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm tích lũy lại đó, và cái điểm tích lũy ở trong cái nhịp này đến thời điểm hiện tại là chúng ta có thể nâng cái điểm tích lũy này lên một tí, đó là khoảng vùng 61.5. Mansan có một điểm tích lũy ở vùng 61.5 này, và với xu hướng hiện tại thì với xu hướng hiện tại là dòng tiền đang cực kỳ là cạn kiệt đối với Mansan, thì Mansan sẽ đi ngang và trước khi mà tích lũy có những cái điểm tích lũy cầu trở lại và sẽ đánh vượt thoát Mansan, vượt thoát vùng 65. Khi có những cái tín hiệu vượt thoát vùng 65 thì chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cái target tiếp theo của Mansan lên vùng 70. Nhưng đầu tiên nó phải là tích lũy thành công ở vùng 61.5, các anh chị lưu ý như vậy, và phải đánh lại, chạm lại vùng 65, và lực cầu nó phải quay trở lại khoảng 3 đến 4 triệu một phiên. Hiện tại là đang có những cái ý đồ tạo lập ở đây, thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc cái trận đấu của Mansan, và Mansan là một mã cổ phiếu rất là đẹp, các anh chị lưu ý. MWG hiện tại dòng tiền đang khá là cạn, tín hiệu đi ngang và cũng chưa có một cái gọi là một cái tín hiệu gì nó là chắc chắn ở đây cả. Vùng 85 target 85 thì đã đạt được rồi, nhưng mà vấn đề là có đi về được vùng 95 đến vùng 100 hay không thì chúng ta cần phải chờ. Và đối với những anh chị mà đang quan tâm đến mã cổ phiếu MWG thì các anh chị lưu ý cho Hùng cái vùng hỗ trợ của MWG, thì có thể tính toán ở cái điểm 83
Nếu như vùng 83 của MWG mà không gãy thì chúng ta có thể cầm nắm tiếp để chúng ta chờ đợi một cái phiên nó có những cái lực cầu quay trở lại. Còn nếu như mà gãy cái nền 83 thì như vậy là chúng ta cũng nên bán, bởi vì như vậy là cái điểm hỗ trợ đó. Ví dụ như là khi mà Hùng phân tích ở đây, những cái điểm hỗ trợ ở vùng đâu ạ? Ở vùng 80 để chúng ta đưa cái target của nó lên 85. Thì bây giờ là những cái điểm hỗ trợ ở đây là 83 để đưa target nó lên vùng 95 đến vùng 100. Đó, thì đấy là những cái điểm hỗ trợ các anh chị lưu ý. PNG PNG và Mansan là một cái bộ đôi mà Hùng phân tích song trùng và các cái khuyến nghị mua. Thì PNG đang gặp cái kháng cự đây là kháng cự 65, thì hiện tại là chưa vượt được các anh chị nhé, chưa vượt được. Và chính vì là chưa vượt được nên PNG lại có những cái điểm quay trở lại tích lũy nền, và cái điểm hỗ trợ của PNG đó là điểm 61. Xu hướng hiện tại dòng tiền nó chưa thực sự là mạnh, và những cái động thái của phái sinh thì chúng ta sẽ quan sát PNG ở quanh vùng 61. Vùng 61 này không gãy thì các tài khoản đang nắm giữ PNG chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nắm giữ. Và mục tiêu thì PNG cần phải đánh vượt thoát vùng 65, và khi vượt thoát vùng 65 rồi thì chúng ta sẽ xây dựng cái target tiếp theo của PNG ở vùng 75 đến vùng 80. Đó, nhưng cái câu chuyện đầu tiên nó phải là vượt cái vùng 65 đã. BMP, một cái mẫu hình BMP là một cái mẫu hình trong cái mẫu hình phân tích kỹ thuật khá là đẹp. Và cái mục tiêu của Bình Minh thì đang đặt ở mục tiêu vùng 50 đến vùng 52, và vùng test cung không gãy ở đâu đó khoảng vùng 46. Khoảng vùng 46. Ba phiên trả cung của Bình Minh như thế này khá là đẹp, và nó đang lấp lại cái gap tăng mạnh này. Thì với xu thế hiện tại thì Bình Minh vẫn giữ nguyên mục tiêu đó là không gãy vùng 46. Chúng ta có tiếp một target của Bình Minh ở khoảng vùng 50 đến vùng 52. Và Bình Minh có đi vào một cái sóng trung hạn hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích khi mà Bình Minh đạt được cái target 50 đến 52 ở đây. Z là một cái mã cổ phiếu blue chip già cỗi, khá là già cỗi. Và Hùng có phân tích Z định lượng ở Z ở vùng 33, và trong tuần thì có một phiên di kéo rất là mạnh lên, và cuối cùng thì đó, các anh chị thấy là nếu như chúng ta không tìm ra được những điểm hỗ trợ, đó là điểm hỗ trợ của chúng ta ở trong nhịp này, đó là điểm 31 đúng không ạ, và chúng ta đua theo mua theo những phiên giá xanh rất là mạnh như thế này, thì vô hình dung là đây là T0, T1, T2, T3, và như vậy là T3 về chúng ta đã bị lỗ rồi. So với việc là chúng ta dò tìm được cái vùng giá mục tiêu ở vùng 31, chúng ta cân ở vùng 31, và có thể là cái phiên tăng mạnh này, ví dụ như vậy, trong cái phiên này chúng ta thấy có những cái điểm mà cổ phiếu bị rơi lại thì có thể chúng ta bán luôn. Đó, vậy thì cái việc mà lựa chọn ra, tìm ra được những cái điểm hỗ trợ để chúng ta vào cổ phiếu rất là quan trọng. FPT bản thân thì FPT thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng đâu đó khoảng từ vùng 30-40 trước chia và 34 sau chia, 34-35 gì đó, và lên đến đâu đó khoảng cái mỏm này là cái mỏm 47. 47 thì Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị là chúng ta thôi ăn đủ rồi và chúng ta nên ra. Nếu như sau khi chúng ta bán xong mà cổ phiếu có tăng lên thêm được một tí nữa thì đấy là chúng ta dành cho những người đến sau, đúng không ạ? Anh chị phải có mua ở đây thì phải có người bán cho chúng ta thì chúng ta mới có cổ phiếu mà mua, đúng không ạ? Thì chúng ta ăn được một khúc rồi thì chúng ta dành những người đến sau rất là nhân văn, nó không có cái gì cả. Và hiện tại thì Hùng thấy là FPT đang gặp cái vùng cản 50, thì vùng cản khá là lớn. Và cái cách phân phối của Tạo Lập thì có thể là sẽ phân phối thẳng đứng. Đây, sẽ có những cái điểm phân phối thẳng đứng như này. Hoặc là cũng có những cái điểm phân phối rất là nhẹ nhàng. Đó, đi nhẹ nhàng và sau khi phân phối hết thì bắt đầu mới đạp mạnh. Đó, đây chính là những cái điểm sau những cái điểm phân phối hết thì bắt đầu cổ phiếu rơi rất là mạnh. Đó, thì chúng ta tại sao chúng ta phải mua FPT ở những cái vùng giá như thế này, rất là nguy hiểm, và đây là cái vùng mà chúng ta cần tránh đối với mã cổ phiếu FPT. Novaland, anh Novaland này anh cơ bản rất là tốt nhưng mà anh đi đánh buồn cười thật. 52 thì mua, xong đến 53, 54 thì bán, chấm hết.
Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí là một trong những cái nhóm ngành tâm điểm của thị trường. Để chúng ta xem đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu đã đi được đến như thế nào. Thì bản thân đối với GAT ở trong tuần phân tích trong bản tin tuần 105 thì cũng có tìm ra một cái vùng mục tiêu ở đây, đó là khoảng vùng 72.5 không gãy. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của GAT thì GAT chưa thể tăng mạnh được. GAT chưa thể tăng mạnh được với dòng tiền đánh nó hơi rời rạc. Cùng lên đánh giá là dòng tiền đánh hơi rời rạc nên là nó chưa thể tăng mạnh được và sẽ cần những cái điểm tích lũy tại vùng 72.5. Có những cái điểm vùng tích lũy ở 72.5 thành công thì cái đầu tiên đó là target của GAT ở vùng 80. Với những tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ GAT thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ thôi, bởi vì là những cái tín hiệu test kỹ thuật của GAT ở đây thì nó sẽ đi thêm khoảng 1 2 3 phiên nữa trước khi mà lực cầu quay trở lại để có thể đánh GAT lên. PLX. PLX hôm nay 2 tuần, như vậy là PLX 2 tuần đi ngang. Những cái tín hiệu đi ngang của PLX thì hiện tại là PLX vẫn chưa bị gãy cái điểm kỹ thuật ở đây. Điểm kỹ thuật của PLX ở đâu đó khoảng vùng 45, 45.5. Khoảng vùng 45.5 thì chúng ta sẽ quan sát tiếp PLX ở vùng 45.5 không gãy vùng này thì cái cơ hội mà để PLX đi lên vùng 50 là còn. Ngược lại, nếu như mà PLX bị phá vỡ ở cái vùng 45.5 này thì như vậy là PLX sẽ rơi lại, tích lũy lại ở những cái vùng nền thấp hơn thì chúng ta sẽ canh để chúng ta bán hoặc là chúng ta cắt PLX. Bộ đôi PVS và PVD. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVS thì nó hơi xấu. Nó hơi xấu đó là gì ạ? Ở cái vùng vùng đi ngang ở quanh cái vùng 13. Đó, đi ngang ở quanh vùng 13 2 tuần và không có những cái tín hiệu không có những cái lực bứt phá. Không có những lực bứt phá, chính vì vậy nên là cổ phiếu này lại có những cái xu hướng quay test lại nền 12. Quay lại test lại nền 12 đến 12.5, còn động lực tăng mạnh trở lại thì chưa có. PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy. PVD ở đây chúng ta đang đặt một cái vùng mục tiêu ở vùng 12, nhưng trên thực tế là PVD chỉ đạt được đâu đó khoảng vùng 11.3. Và sau đó thì cổ phiếu này chỉnh trở lại. Tín hiệu hiện tại thì PVD cũng sẽ chưa thể tăng được và sẽ có cái xu hướng là test lại nền 10. Một bộ đôi nó là OI và BSR. OI cũng hoàn toàn tương tự như vậy, cầu thấp và đây vùng của OI là vùng nào đây, vùng hỗ trợ 7.7. Cổ phiếu này tiếp tục có những điểm lình xình đi ngang ở quanh vùng 7.7 đến vùng 8 trước khi mà lực cầu quay trở lại, và với những cái tín hiệu cầu hiện tại như thế này thì nó thiên về cái kịch bản là giảm và đi ngang. Tín hiệu MACD khá là xấu. BSR thì vẫn là một cái tín hiệu đi ngang đó, không tích lũy và không vượt thoát được cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 6.8, thì cổ phiếu có xu hướng tích lũy lại nền ở đây, cũng không có gì đặc biệt. Vùng 6 Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ thì mục tiêu là không gãy vùng 13.5. Không gãy vùng 13.5, đánh vừa thoát lại vùng 15 thì sẽ đi về vùng 17.5. Vùng 17.5 với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Đạm Phú Mỹ thì Đạm Phú Mỹ sẽ có những cái điểm test cung lại. Thắng là có những cái điểm test cung lại đây. Khoảng 14.5. Khoảng 14.5, nếu như mà không gãy vùng 14.5 này thì chúng ta tiếp tục nắm giữ Đạm Phú Mỹ để chúng ta hoàn thành mục tiêu vùng giá 16 17 đây, 17 đây. Đạm Cà Mau thì không gãy khi mà phân tích ở cái mốc từ vùng 8 lên đến vùng 9.5. Đó, vùng 8 đến vùng 9.5 và trong tuần thì lên được đến vùng 9, sau đó thì Đạm Cà Mau lại tiếp tục có những nhịp đi ngang lình xình ở quanh vùng 8.5.
Và với những cái động thái hiện tại thì chưa thể tăng mạnh được, và tín hiệu MACD thì nó cũng đang khá là xấu, dòng tiền suy yếu, và đạm Cà Mau đang có xu hướng là sẽ tích lũy đi ngang quanh vùng 7.9 đến vùng 8.5 trước khi mà lực cầu quay trở lại. Cổ phiếu này chúng ta tiếp tục cập nhật. Ok, như vậy là nhóm ngành dầu khí thì trong tuần vừa rồi các cái tín hiệu kỹ thuật của nó không thực sự là đẹp. Không thực sự là đẹp, thiên về cái kịch bản đi ngang hoặc là giảm chỉnh về cái vùng gọi là cái vùng 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 hỗ trợ kỹ thuật đó. Đối với nhóm banh, chúng ta phân tích Vietcombank. Vietcombank thì sau khi hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 80 thì Hùng Lê đã tiếp tục có những cái phân tích bẻ kịch bản của Vietcombank tuần trước, đúng không ạ? Cái bẻ kịch bản của Vietcombank tuần trước thì Hùng đã có cách đây 9 ngày. Và mục tiêu của Vietcombank đi từ vùng 80 lên đến vùng 90. Thì hiện tại là đi được nửa đường rồi, đi đến vùng 85 rồi. Và cái lực cầu của phiên của hai phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6 khá là đẹp. Thì khi về đến vùng 85 thì Vietcombank có xu hướng, tức là nó sẽ có những cái xu hướng trả lại một tí. Trả lại một tí đây đó, hoặc là nó có thể lừng khừng nó đi ngang trước khi mà Vietcombank hoàn thành cái mục tiêu đó là vùng 90. BID BID thì vùng giá mục tiêu của Hùng Lê đặt ra đó là vùng 45. Trên những cái phân tích kỹ thuật hiện tại thì BID đang có vùng hỗ trợ, đây là vùng 40. Đây là một trong tuần thì có một cây nến kéo xanh lên, và cây nến ngày hôm sau thì trả lại hết gap, trả lại hết gap, và sau đó thì đi ngang ở quanh vùng 40 thì nó là hợp lý. Đấy, nó là hợp lý, và BID sẽ cần 1 đến 2 phiên 1 đến 2 phiên của tuần tới tích lũy nền 40 này thành công, và lực cầu quay trở lại ở những phiên đạt được lực cầu khoảng tầm 2,5 triệu đến 3 triệu cổ phiếu, và kéo giá BID quay về vùng 42 43, thì như vậy là chúng ta sẽ xác lập tiếp cái target tiếp theo của BID ở khoảng vùng giá 45. ACB thì không có gì thay đổi cả. Mục tiêu của ACB đó là vùng 24. MBB xu thế hiện tại của MBB là chưa thể chạy ngay được rồi. Với một cái cách đi tạo lập như này thì MBB sẽ có những điểm trả cung lại vùng 17. Tích lũy đi ngang ở vùng 17 và phải chờ có một phiên có những cái lực cầu quay trở lại của MBB khoảng trên 10 triệu cổ phiếu, và giá của MBB kéo lại vùng 17.5 đến vùng 18, thì lúc đó chúng ta sẽ có vùng giá mục tiêu của MBB ở vùng 19. Còn hiện tại là tín hiệu hiện tại của MBB thì chưa thể chạy quay trở lại được, xu thế hiện tại là xu thế đi ngang. Công thương CTG, bản thân công thương có một cái phiên lấp gáp trong tuần cũng khá là khủng, sau khi mà công thương đã có những cái nhịp kéo gần về đến cái vùng mục tiêu đó là vùng 24 đó, thì là công thương đã bắt đầu đổ, và đổ lại ở đây thì chúng ta lưu ý là công thương có một cái vùng hỗ trợ 22 đến vùng 22.3, vùng hỗ trợ đây này, vùng vẽ lại đó, thì chúng ta quan sát công thương ở trong cái nền này, nếu như mà không gãy đó, nếu mà không gãy cái nền này 22, đây là một cái nền hỗ trợ quay trở lại của công thương, và với những cái tín hiệu cầu hiện tại như thế này khá là tốt. Cứ càng teo top bao nhiêu thì nó càng tốt bấy nhiêu khi mà cổ phiếu tích lũy nền, và chúng ta sẽ chờ đón 1 đến 2 phiên nữa công thương neo đậu ở trên cái vùng 22.3 đó, neo đậu trên vùng 22.3 và lực cầu quay trở lại để kéo công thương lại về vùng giá 23 đến vùng 23.5, thì như vậy là cái mục tiêu và chạm vùng 24 và sau đó thì có thể là vùng 26. Đối với công thương thì cũng hiện tại là chưa có thay đổi về cái kịch bản của nó. Techcombank Techcombank thì đã hoàn thành vùng giá mục tiêu, và sau đó thì cũng có tìm ở đây là tìm cái vùng hỗ trợ 21, và tuần này thì bị thủng mất vùng 21 rồi, ở vùng 20.7. Với một cái động thái thủng vùng 21 ở đây thì các anh chị lưu ý là phiên thứ hai mà Techcombank tiếp tục bị đánh xuống
Thì như vậy là Techcombank sẽ về lùi lại, thủ lại ở cái vùng 19 đến vùng 20. Ngược lại là nếu như mà lấy lại được cái vùng 21 thì cái cơ hội để đánh vượt thoát vùng 22 và sau đó đến vùng 24 là còn. Và Hùng cũng có đánh giá rằng là Techcombank về đến khoảng vùng 24, gần như là vùng hết sóng của cổ phiếu này. HD Bank. Đối với HD Bank, chúng ta phân tích khúc 1 hoàn thành rồi, đúng không ạ? Hoàn thành ở vùng 24. Bây giờ chúng ta đang phân tích khúc 2. Thì đối với khúc 2 của HD Bank, đó là những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở quanh vùng hỗ trợ 23 đến vùng 23.5, đó là những cái điểm hỗ trợ của HD Bank. Để giúp cho HD Bank đánh vượt thoát lại vùng 24 và mục tiêu của HD Bank chúng ta đang xây dựng là khoảng vùng 26. Vùng 26 đến vùng 27. Vùng 26 đến vùng 27. Với tín hiệu hiện tại của HD Bank thì lực cầu nó hơi yếu nhưng mà tín hiệu giá thì cũng khá là ok, thì chúng ta quan sát thêm thôi. Lực cầu cần phải quay trở lại đạt khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu trên một phiên và kéo HD Bank vượt thoát vùng 24.5 thì sẽ chạy về được vùng 26, vùng 26 đến vùng 27. VP Bank. Đối với VP Bank thì chúng ta đã phân tích được đến khúc khúc 24. Vượt thoát khúc 24 thì chúng ta có khúc 26.5 đến khúc 27. Ở những cái điểm trả kỹ thuật của VBank ở trong nhịp này, đây khả năng là sẽ rơi về đến tận chỗ này đấy. 22.5. 23.5. Ok, với những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ VBank, chúng ta lưu ý giúp Hùng lên vùng hỗ trợ 22.5 không gãy. Tích lũy nền ở đây khoảng 1 đến 2 phiên nữa và lực cầu quay trở lại, có những phiên VBank đánh với lượng volume khoảng tầm 6 đến 10 triệu cổ phiếu trên một phiên thì xu hướng VBank tiếp tục tăng giá và cái mục tiêu của chúng ta đó là vùng 26.5 đến vùng 27 theo của VBank. Trong nhóm bank thì chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu ngân hàng nữa, đó là STB. STB hiện tại thì cũng đang lình xình, tức là cái nền hỗ trợ 10 thì cổ phiếu này đang có những cái xu hướng đi ngang test cung ở đây và những cái lực cầu của STB phải quay trở lại khoảng những phiên giao dịch khoảng 10 đến 15 triệu cổ phiếu. Thì tín hiệu kỹ thuật là đẹp rồi, nó không gãy và cái lực cầu cũng đang khá là tốt, thì mục tiêu của STB ở khoảng vùng 11 đến vùng 11.5. Anh chị nào mà đang cầm STB thì chúng ta canh để chúng ta chốt ở vùng đó. Mã cổ phiếu SHB thì Hùng đã có khuyến nghị phân tích đánh giá ở cái vùng bắt T cộng 3. Bắt T cộng 3 và nói chung là chốt chốt ở vùng đâu đây, ở vùng 14 14.5 à, 14.5 14.3 gì đây này, chúng ta ra hàng thôi và chúng ta cũng đã bảo toàn được một cái lợi nhuận đâu đó khoảng tầm độ mười mấy phần trăm đó các anh chị, từ vùng 11.7 bắt sàn đánh đủ T cộng 3. VIB. Đối với VIB, sau khi mà VIB chạm ở đây là chạm trần vùng 15.5 đến vùng 16, tức là VIB đã hoàn thành cái vùng mục tiêu. Mùng có phân tích cái cổ phiếu này rất là dài và rất là lâu rồi, đâu đó ở khoảng từ vùng 14, các anh chị có thể xem lại các cái bản tin của Hùng. Thì đến ngày hôm nay là đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 16.5. Cổ phiếu có xu hướng test lại cung ở đâu đó khoảng vùng 16. Vùng 16 này lực cầu duy trì ổn định thì cổ phiếu sẽ đánh chạm trần lần hai. Đó là chạm lại vùng 16.5 và vượt thoát được cái vùng 16.5 này thì có thể là chúng ta sẽ kỳ vọng thêm một cái nhịp đánh tơi tơi ở đây nữa, đâu đó đến khoảng vùng 17 đến vùng 18, và đến cái vùng này thì cũng gần như là hết nhịp của VIB. Ở nhịp này chúng ta kết thúc phân tích cổ phiếu. Bản thân là về đến cái vùng 16.5 đến vùng 17 cũng là cái vùng kháng cự rất là mạnh của VIB rồi, và những cái điểm mua của chúng ta gần như không còn và chúng ta canh để chúng ta chốt thôi. LBP. Đối với LBP, nó
cái cổ phiếu này nó có một cái rất là hay, đó là thường có những phiên đánh sốc, xong đó thì chỉnh giảm lại, tích lũy nền, sau đó lại có những phiên đánh sốc và sau đó chỉnh giảm lại, và lại có những phiên đánh sốc và chỉnh giảm lại. Thì về bản thân là LBP là Hùng có tìm ở đây, có tìm chúng ta tìm vùng vùng hỗ trợ vùng 7.2. Không gãy 7.2 thì chúng ta kỳ vọng một cái target khoảng vùng 8.5. Thì bây giờ là với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng cổ phiếu này có thể đánh đạt được vùng 8.5. Chúng ta phân tích tiếp ba cái mã cổ phiếu chứng khoán rất là quan trọng, đó là HCM. Thì bản thân HCM chúng ta có một cái nền, có một vùng phân tích từ đây đâu đó ở khoảng vùng 10 14, xong đó là đến vùng 16, xong đến vùng 18, và khi vượt thoát vùng 18 thì chúng ta đang có những cái tín hiệu kỹ thuật để có thể định lượng là HVN sẽ có những cái điểm đánh vượt về vùng 22, và khi đánh vượt về vùng 22 sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây để có thể có một sóng sóng tiếp theo hay không ở vùng 26, thì sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Về cơ bản tín hiệu hiện tại thì HCM đang có những điểm tích lũy nền ở trên cái vùng ở đây, tức là trên vùng 18 đến vùng 18.5, như thế là khá là đẹp. Và kỳ vọng sang phiên đầu tuần, phiên ngày thứ hai và trong tuần tới thì HVN sẽ có những cái cây nến để lấp lại vùng 19, vùng 20. Đó, lấp lại vùng 19 đến vùng 20. Xu thế chung thì đang khá là đẹp. SSI cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị trong team Hùng lên mua. Bản thân thì từ chúng ta phân tích SSI nó cũng khá là dài rồi, và đâu đó ở cái vùng 14.5, đây là cái vùng mà Hùng đánh giá rằng là SSI sẽ có những cái điểm vượt thoát để bứt 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 nền. Đó thì sau một cái phiên bứt rất là mạnh trong tuần, thì sau phiên bứt rất là mạnh thì lại lấp lại cái gap, và hiện tại thì điểm 14.5 sẽ trở thành một cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật để giúp cho chúng ta định lượng, có những cái định lượng tiếp theo. Bởi vì bản thân là khi mà định lượng SSI không gãy, các anh chị nhé, không gãy vùng nền 13.5 đến nền 14, đây chính là những cái điểm mua vàng trong một cái quá trình mà chúng ta phân tích đi lên, và chạm đến vùng 16 thì kiểu gì nó cũng chỉnh, nó kiểu gì nó cũng phải chỉnh lại ở nền 15. Đó thì về kỹ thuật là chưa chạm đến về về 16, nhưng mà chạm đến vùng 15.5 thì cổ phiếu chỉnh lại đương nhiên, và chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu nền ở đây. SHS nhịp này đánh hơi hơi chối, đó là đi chạm vùng kháng cự 9.5 thì chỉnh lại, xong rồi chạm hỗ trợ. Hôm nay là bắt đầu chạm hỗ trợ đây này, chạm hỗ trợ cái đền 8.5. Nói chung nhịp đánh của SHS ở trong cái thời điểm hiện tại thì nó chưa chưa thực sự đi vào những cái sóng nó đẹp, chúng ta phân tích để chúng ta có thêm định lượng. Cổ phiếu ngành thép Hòa Phát, chạy khiếp quá. HPG thì đã chạm đến vùng 28, và với quan điểm của Hùng thì chắc khả năng đến vùng này chúng ta cũng chốt được rồi. Không có khuyến nghị điểm mua nữa. Hoa Sen, HSG. HSG thì về cơ bản cũng đang tốt, có những cái tin cơ bản tốt. Tuy nhiên là chúng ta cũng thể nhìn thấy đây, là những cái nhịp mà đánh lên rồi sau đó chúng ta không chốt đúng không ạ, rồi mất hết lợi nhuận hoặc là một cái nhịp này nữa, sau đó thì cổ phiếu rơi rất sâu. Và Hoa Sen thì chúng ta cũng đã có những cái điểm phân tích và cái vùng kỳ vọng cuối cùng ở vùng 8.5. Ở vùng 8.5 là Hùng cũng đã kết thúc rồi, Hùng không có kỳ vọng thêm nữa. NKG duy nhất chỉ còn Nam Kim là chưa đạt được đến cái target chúng ta phân tích, đó là vùng vùng 8, Và với những cái tín hiệu hiện tại và hiệu ứng của ngành thép thì khả năng Nam Kim cũng sẽ đạt được đến vùng này, vùng 8. Điểm mua thì nó không còn nữa. Chúng ta phân tích hai cái mã cổ phiếu cơ bản nhất của ngành xây lắp. Cô Tích Công. Tạo đang thấy khá là đẹp. Bản thân Cô Tích Công thì là một cái mã cổ phiếu nó khá là quen thuộc đối với team của chúng ta rồi, và cũng đang có cảm nhận, một cái linh cảm nào đó là Cô Tích Công đang đi vào một sóng trung hạn.
Và cái mục tiêu của sóng trung hạn này, đó đầu tiên nó phải đi và nó phải đập được cái vùng 80 đã. Khi nó đập chết được cái vùng 80 rồi thì sau đó thì sẽ có những cái điểm vượt thoát tiếp theo. Để nó có thể đi lên được vùng bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích, nhưng đầu tiên là phải vượt thoát vùng 80. Về đến vùng 80 thì chúng ta có thể canh, chúng ta chốt đi khoảng tầm 50% tỷ trọng và để chúng ta quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo. Và khi về đến 80 thì đương nhiên nó sẽ có những cái nhịp chỉnh về mặt gọi là mặt kỹ thuật. Đó, chỉnh kỹ thuật về đâu đó thì Hùng lại tiếp tục dò tìm cái vùng mục tiêu đó để cho chúng ta có được những cái điểm mua vào. Ví dụ như là trong một cái nhịp đó, khi mà cổ tích công đi ngang là mọi người rất là khó chịu, thì chúng ta thấy rằng là cái vùng hỗ trợ 66.5 mà chúng ta phân tích ở đây 66 rất là hiệu quả và cổ phiếu không bị gãy ở trong cái nền đó, và thậm chí sau đó có một cái vùng bo cung ở đây khoảng vùng 67.5 và ngay lập tức được cầu đánh vượt thoát được cái vùng 70 thì cổ phiếu đang có những cái xu hướng đánh lên vùng 80 rất là đẹp. Ở VCS thì cũng kỳ vọng ở trong nhịp này, đó là khi VCS đã hoàn thành cái vùng ở đây là vùng 65.5 thì VCS có những cái phiên đánh vượt thoát lên. Trong tuần vừa rồi thì VCS đã có những cái điểm đánh vượt được vùng 67-68, tuy nhiên cái lực cầu không giữ lại được và cổ phiếu lại phải lấp lại. Với tín hiệu hiện tại kỹ thuật như thế này thì VCS sẽ tiếp tục đi ngang và đây là cái vùng kháng cự, thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của VCS ở quanh vùng 65.5. Các anh chị lưu ý giúp Hùng. Phú Tài PTB, chúng ta phân tích một số cái mã cổ phiếu. Đối với Phú Tài, vùng cản 50, nền tích lũy ở vùng 45-46, ở đây thì chúng ta sẽ có thể chúng ta mở mua các cái vị thế thăm dò, bởi vì là xu thế hiện tại của PTB thì cái dòng tiền nó đang hơi yếu và sau một cái quá trình đi ngang thì có thể là cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhưng cũng có thể là cổ phiếu bị gãy cái nền dưới, tức là bị gãy cái nền 45 thì cổ phiếu lại có xu hướng là tích lũy nền ở vùng 40. Đó thì chúng ta phải lưu ý là những cái điểm mà cổ phiếu đi ngang thì chúng ta mua những cái vị thế, mang cái vị thế để chúng ta thăm dò. Đó, trường hợp nếu như những cái vị thế thăm dò đấy của chúng ta bị sai thì chúng ta có thể cắt. FRT. FRT thì trong cái nhịp đâu đó phân tích khuyến nghị mua ở cái phiên này. Phiên ngày 20 tháng 5 tuần trước thì chúng ta đã nói đến cổ phiếu này rồi. Và sau đó đạt được một cái lượng khá là tốt. Đây thì cổ phiếu đã có những nhịp chỉnh kỹ thuật và mục tiêu của FRT thì cơ bản khả năng tạo lập sẽ đánh về vùng 30. Bởi vì cái yếu tố tạo lập và những cái yếu tố rơi vãi của FRT ở trên thị trường nó khá là thấp. Nên là mục tiêu vẫn có thể đánh chạm vùng 30. Tức là đâu đó còn nhịp này là nó gần về đến 30. TLG và PAC. Thiên Long thì hơi xấu. Chung là tích lũy đi ngang ở quanh vùng 32 này thôi, chưa thể tăng mạnh được. PAC, Park Hang Seo. Park thì đang đi ngang ở trong cái biên 22 đến 23, thanh khoản khá là cạn. Park thì trong đoạn này khả năng là đang tạo lập thôi, và có những cái điểm mà Hùng đã dò tìm đây, có thể là cổ phiếu này có xu hướng rơi về tận đến vùng 21. Đó, còn bây giờ cổ phiếu đã lấy lại được trong cái vùng biên 22 đến vùng 23 thì xu hướng tiếp theo là vẫn đi ngang thôi, chưa có cái dòng tiền đánh quay trở lại. Ok, chúng ta sẽ điểm qua nhanh dòng cao su. DRC. Đối với DRC. Đó, vùng hỗ trợ đây. DRC chúng ta đã phân tích một cái nhịp ở dưới này rồi. 18 19 và mục tiêu đánh chạm vùng 22 trong tuần thì đánh về được đến vùng 21 thì lại chỉnh giảm lại, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì DRC sẽ có những phiên tích lũy đi ngang ở quanh vùng 19.5, quanh vùng 19.5 trước khi mà lực cầu quay trở lại để đánh tiếp. Về xu hướng của DRC thì cũng đánh giá rằng là vẫn đang khá là ok. PHR
cũng là một cái con mã cổ phiếu nói chung nó là đầu ngành của thằng cao su rồi, và chúng ta liên tục phân tích ở những cái sóng bên này đó, từ đây đã phân tích đã ăn được đâu đấy sóng bên này xong tiếp tục phân tích ở đây. Thì bản thân là PHR khi chúng ta có những phân tích định lượng từ vùng đâu đó khoảng vùng 43.5, mục tiêu là đánh vượt trần 48, và khi đánh vượt trần 48 rồi thì đây là những cái điểm, thực ra là cái phiên này là một phiên tạo gáp, thì cái phiên này là một cái phiên lấp gáp của PHR, nó hoàn toàn bình thường trong phân tích kỹ thuật, và quan trọng nhất là cái vùng 48 này nó không bị gãy. Đấy là cái gọi là cái tiền đề để giúp cho chúng ta định lượng tiếp theo đường đi của PHR và mục tiêu vùng 58, 55 đến 58, những khả năng sẽ đạt đến khoảng vùng 58. Xu thế hiện tại của PHR đang rất là đẹp các anh chị nhé, các anh chị lưu ý giúp vùng cái mã cổ phiếu này. GVR thì không thoát được, GVR thì không thoát được cái vùng 13. Tuy nhiên không thoát được nhưng nó không gãy cái điểm kỹ thuật của nó ở đây, đó là vùng 12. Thậm chí là vùng 12.5, có thể nó sẽ tích lũy đi ngang ở quanh vùng 12.5 1 đến 2 phiên thôi. Tuần tới cái vùng này không gãy thì lực cầu sẽ tiếp tục quay trở lại và đánh cổ phiếu này. Cái tính tạo lập của GVR thì nó khá là tốt. Nó khá là tốt, và mục tiêu thì vẫn đang xây dựng đâu đó ở khoảng vùng giá 14.5 đến vùng 15 của GVR trong nhịp đánh này. Ship, quốc đảo ship, ship thì như đã hoàn thành cái vùng vùng giá mục tiêu. Đối với ship thì đã hoàn thành vùng giá ở đây, đó là vùng giá 90 đúng không ạ? Khi đó thì cũng có phân tích ship ở khoảng vùng 70 đi về vùng 90 cũng tương đối đúng không ạ? Cũng tương đối đấy anh chị nhé. Nhìn thế này thôi chứ lãi cũng khá khá đấy. Và về đến vùng 90 rồi thì cổ phiếu lấp gáp, và những cái điểm lấp gáp trong tuần phải nói là cực kỳ đẹp. Nó lấp 1/2 cái cây nến, 1/2 cái cây nến 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 tạo gáp này ở đây. Và lấp xong ở vùng, lấp ở vùng 86 đẹp quá, cực đẹp luôn đối với cao su. Và vùng 86 này đến thời điểm hiện tại là không gãy rồi, và chúng ta tiếp tục xây dựng một cái target tiếp theo của ship ở khoảng vùng giá 110. Đi đấy, ship đợt này là đánh đánh tương bừng đấy, và chúng ta tiếp tục có một cái target tiếp theo của ship ở vùng 110. Bản thân ship thì cái thanh khoản nó thấp, chính vì vậy nên là chúng ta đánh bé bé thôi, bởi vì chúng ta đề phòng những cái trường hợp nó rủi ro. Còn về cơ bản là những cái tạo lập của ông ship này là tốt, nên là chúng ta cũng có thể yên tâm đó. CMS, mọi người có vẻ đang nóng ruột cái mã cổ phiếu CMS, sao mãi nó không đi. CSM rồi, ok. CSM thì bản thân CSM là chúng ta phân tích ở trên một cái sóng sóng tuần đó, trên một cái sóng tuần đó, trên một sóng tuần, và khi những yếu tố tạo lập của CMS đây, các anh chị có thể nhìn thấy một cái sóng tuần đi lên rất là đẹp đó. Thì chính vì hiện tại là chúng ta phân tích trên sóng tuần nên là các anh chị phải phải rất là kiên nhẫn đó, và những cái điểm kiên nhẫn thì chính là những cái điểm về mặt kỹ thuật, đó là điểm 15.5 chúng ta mua đây, điểm này chúng ta mua, và chúng ta mua xong thì chúng ta cần phải chờ nắm đó, chúng ta cần phải chờ chứ không phải là mua xong thì cổ phiếu nó sẽ chạy ngay được đâu, bởi vì đã là sóng tuần thì nó sẽ cần rất nhiều thời gian để nó tích lũy. Sau khi nó tích lũy đủ, nó đủ sức rồi, nó lớn rồi thì khi đó nó sẽ chạy rất nhanh, và những cái sóng tuần thì nó sẽ chạy rất là dài. DPR thì phân tích cho vui thôi, không khuyến nghị mua. Cái mã này thanh khoản nó thấp đó, nhưng mà nói về chen sóng thì tạo lập rất là tốt đấy, anh chị có nhìn thấy không, chạm hỗ trợ đánh lên, chạm hỗ trợ đánh lên, thì cái nhịp này khả năng ấy là không cẩn thận là ông mãnh này ông đánh lên vùng 44 đó, mà từ vùng 39 lên 44 thì cũng đâu đó được được bao nhiêu phần trăm các anh chị, được 5.000 à. Mà cái vùng này, mà cái con này là ông phân tích từ đâu đó, không phải vùng 39 đâu đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua con này là hoàn toàn đây này, những cái điểm ở đây, những cái điểm ở đây khoảng vùng 37, 37 về 44, 7 trên 37, ô cũng được 15-18% đấy các anh chị, nó nhìn đẹp phết. Tuy nhiên là cái thanh khoản nó thấp nên là chúng ta bỏ qua đi, ta đánh những cái gì nó lớn lớn tí, thanh khoản này bỏ qua. Chúng ta nói đến thủy sản trước, và sau đó thì chúng ta sẽ phân tích cái nhóm bất động sản khu công nghiệp.
một cái nhóm rất là đẹp, và chúng ta đã có những cái định lượng ngay từ đúng không ạ, ngay từ cái thời điểm mà cái kỳ nghỉ lễ 30/4/1/5 đúng không ạ? Đây này. Đó, kỳ nghỉ lễ 30/4/1/5 là đâu đó, chúng ta xem lại nào. Tức là từ cái bản tin 100 anh chị nhé, từ cái bản tin 100. Từ cái bản tin 100 là chúng ta đã có những cái nhận định về 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 ngành khu nghiệp rất là đẹp. MPC. Bản thân thủy sản MPC đó, qua hàng tuần thì chúng ta lần lượt chúng ta đi phân tích và chúng ta xây dựng các cái target của nhóm ngành thủy sản. Đó, khi cùng phân tích từ vùng 18 lên đến vùng 24 đúng không ạ? Vượt thoát vùng 24 thì chúng ta có những điểm đánh đây, những điểm đánh thốc, và sau những cái điểm đánh thốc đó thì hùng lại tìm những cái vùng giá mục tiêu đó, đấy vùng 25.5. Đó là những cái điểm mua vàng, đó là những cái điểm mua vàng anh chị. Sau chứ các anh chị đừng có đua theo những cái phiên đó, những cái phiên này chúng ta không nên. Chúng ta sẽ chờ những cái điểm mua vàng ở đó, và từ những cái điểm mua vàng đó cổ phiếu tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục có một cái vùng mục tiêu, đó là 30. Bản thân là MPC có một phiên đánh này là phiên đánh hơi mạnh so với quy định, chúng ta không cần phải đi sốc như vậy. Và chính vì cái cách đánh của MPC, chính vì nó đi mạnh như vậy thì nó phải như thế nào các chị, nó phải trả chứ đó. Và những cái điểm trả đẹp nhất đó là quanh vùng 27 đến xin lỗi cả nhà, quanh vùng 28. Thực ra hôm nay là chưa lấy lại được vùng 28 để chúng ta có một cái vùng target 30, nhưng mà trong ngắn hạn với những nhịp đi của MPC như này thì vùng 30 nó hoàn toàn có thể khả thi. Và lịch sử tạo lập của MPC cũng là một cái đội tạo lập cực kỳ tốt, đó là đánh từ vùng 10 và lên đến tận vùng 45, tức là nhân 4 lần lên, hoặc là đây có những cái nhịp đánh từ vùng đâu đó cũng tương đối đó cũng rất là tương đối. Như vậy thì cái kỳ vọng của chúng ta ở vùng 35 ở vùng 30 hoàn toàn có hiện thực và hoàn toàn là khả thi, và sau đó khi hoàn thành vùng 30 rồi thì cũng sẽ có tiếp tục có những cái phân tích định lượng là có hay không cái target tiếp theo của MPC ở khoảng vùng giá 35. Đó thì chúng ta cứ theo những con sóng thôi các anh chị. Người ta gọi là chiến binh trên từng con sóng, thì khi chạm kháng cự chúng ta bán được chưa? Chúng ta bán đi và chúng ta tìm lại những cái vùng giá mục tiêu ở đằng dưới. Đó, tích lũy nền đẹp chặt và có những cái tín hiệu là cổ phiếu chưa hết sóng thì chúng ta lại cưỡi sóng chúng ta đi tiếp. Đó, trường hợp như mà cổ phiếu mà đến cái đoạn đó, ví dụ đến 30 nó hết sóng thì sao, đúng không ạ? Nếu chúng ta không bán chúng ta sẽ bị lỗ, chúng ta mất lãi, đầu tiên mất lãi, xong đó là bằng mặt xong rồi chúng ta sẽ lỗ. Biết đâu được là nó về đến vùng 30 xong nó rơi tõm xuống vùng 18 thì sao? Không ai biết được, đó là một câu chuyện tương lai trong cổ phiếu. Chính vì vậy nên là Hùng Lê luôn khuyến nghị các anh chị là chúng ta gặt lúa non. Đó, hoặc là khi chúng ta đạt được kỳ vọng là chúng ta gặt thôi, chứ chúng ta đừng có cầu kỳ quá là đôi lúc là chúng ta mất lãi. ACL thì sao? ACL là một cái mã cổ phiếu về thủy sản, và những cái tạo lập của ACL thì nó cũng rất là khủng hoảng. Những phiên kéo trần, và chúng ta nhìn thấy đây lịch sử tạo lập của ACL, bên này con dốc, sau đó ACL đã rơi từ vùng 40 rất là thương đau và đi về đến tận vùng 15. Những anh chị nào mà đua phải những cái thời điểm này thì đấy là một cái sự thương đau cực kỳ lớn, và không muốn nói là chúng ta phải giải nghệ chứng khoán. Nhưng mà khi về với team của chúng ta, chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, thì chúng ta lại dò tìm được những cái vùng giá mục tiêu rất là đẹp của ACL vùng 18. Mục tiêu đầu tiên đánh chạm vùng 24, hoàn thành những anh chị. Chạm 24 xong, chỉnh giảm kỹ thuật, không gãy vùng 20 đến vùng 21. Đó, đây thấy chưa? Đây, chạm trả xuống không gãy vùng này. Thì đây lại là những cái vùng giá gom mục tiêu cực đẹp, và trong team cũng lên rất nhiều anh chị mua được ACL và chốt tưng bừng luôn, lãi to. Đó, bởi vì khi chúng ta đã có được những cái điểm mua vị thế rất là đẹp rồi thì chúng ta hoàn toàn chủ động so với những anh chị đã bắt đầu lên đây mới đua. Đó, phiên này bắt đầu đua xong thì nó lại giảm. Thì về bản chất là đây, cái mũi tên đỏ này là cái mũi tên mà chúng ta đã để trước rồi. Tức là kéo lên như vậy thì sẽ có những cái xu hướng test lại nền 24. Và các anh chị lưu ý cho Hùng, nhóm ngành thủy sản rất là đẹp.
AGL sẽ có những điểm test cung ở quanh vùng 24, và từ vùng 24 này thì test thành công xong đó thì chúng ta tiếp tục có mục tiêu của ACL ở khoảng 3x, khoảng 3x. Bởi vì lịch sử tạo lập của ACL và với những cái tín hiệu kỹ thuật về trend sóng của ngành thủy sản thì ngành thủy sản sẽ có sóng rất là đẹp. VHC Vĩnh Hoàn, VHC con ngựa đầu đàn của ngành thủy sản đây, thì bản thân Vĩnh Hoàn chúng ta phân tích từ vùng 25 và lên đến vùng 33 hoàn thành rồi các anh chị nhé. Đó, hoàn thành rồi, 33 hoàn thành xong sẽ có những cái điểm trả kỹ thuật, những điểm trả kỹ thuật ở đây, những điểm trả kỹ thuật này không gãy, và đây là cái phiên mà giúp cho chúng ta định lượng đường đi tiếp theo của Vĩnh Hoàn. Đó là gì? Đó là Vĩnh Hoàn sẽ đánh vượt thoát lên vùng 33, ở chạm vùng 35, và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ Vĩnh Hoàn 1 đến 2 phiên nữa. Ở những cái phiên rơi rơi trở lại này, cầu nó thấp thấp là tốt, cầu thấp thấp tốt đó, thì chúng ta lại có một cái vòng cung mềm mại ở đây. Ở cái vòng cung này sẽ đón đón nắng lên, đúng không ạ? Đón nắng lên. Nếu như Vĩnh Hoàn không bị gãy vùng 33 thì như vậy tích lũy ngang chặt ở đây 1 đến 2 phiên, lực cầu quay trở lại khoảng trên 1 triệu cổ phiếu, đó là tín hiệu giúp cho chúng ta nhận diện xu thế tiếp theo của Vĩnh Hoàn. Và chính thức là chúng ta đánh khúc 2 của Vĩnh Hoàn từ vùng 33 lên đến vùng 40 đối với VHC. CMX, bản thân CMX là vùng 18 thì hoàn thành rồi các anh chị, và từ vùng 18 này thì cổ phiếu sẽ chỉnh lại, và những cái điểm tích lũy nền của CMX ở đâu đó khoảng vùng 15.3 đến vùng 16 sẽ phải tích lũy lại ở đây, sẽ phải tích lũy lại ở đây, bởi vì cái kháng cự 18 nó cũng tương đối là mạnh. Và cái đặc điểm của CMX đó là khi những cái nhịp sóng lên thì thường đánh lên chạm một cái vùng nào đó thì CMX lại có những cái tuần ngừng nghỉ, đó đánh lên xong lại có những cái tuần ngừng nghỉ, những cái tuần ngừng nghỉ đó nó nghỉ xong, nó tích lũy xong rồi nó lại tiếp tục đánh lên, thì đây là mới được có một sóng, đây mới được có một sóng, đây mới được có một sóng. Nếu như chúng ta học về sóng Elliott thì chúng ta có thể quan niệm rằng cái sóng 1 là cổ phiếu này đánh từ đâu đó khoảng vùng 10 lên vùng 18 tương đối mạnh, cái sóng 1 của CMX là tương đối mạnh, thì cái sóng chỉnh 2 này nó sẽ khá là nhẹ nhàng, và cái sóng 3 thì thường thường là sóng 1 nó là cái sóng đẩy đi như này thì cái sóng 3 nó sẽ rất là khỏe, sóng 3 nó sẽ rất là khỏe, tức là sóng 3 nó có thể bằng sóng 1, sóng 3 bằng sóng 1 thì có thể là sóng 3 sẽ tính toán ở cái vùng mà chúng ta phân tích ở đây. Đó là không gãy ở vùng 15.3 bằng sóng 1, như vậy là chúng ta sẽ có khoảng vùng 22 là hợp lý. FMC thì gần như không còn cơ hội nữa nhỉ. FMC là phân tích, gọi là phân tích cái phân phối. Chốt. Còn khi nó chỉnh lại đến cái vùng hỗ trợ dưới này chúng ta mua, còn ở đây chúng ta tránh xa nó ra. Dễ là ngồi trên ngọn cây rất là mát, gió mát lắm các anh chị, khi mà chúng ta ngồi trên đấy mát lắm. Viettel, ok, ta để cái nhóm ngành đẹp nhất cho chúng ta phân tích ở cuối cùng. Ở VGI, hiện tại VGI đang có những cái câu VGI. VGI đang có những cái câu chuyện mà nó lớn lắm, nó lớn lắm, nó lớn lắm. Chính vì nó lớn như vậy nên là chúng ta cũng có thể kỳ vọng một cái con sóng. Đây. Đây là một sóng lên của VGI từ vùng 15 và lên đến tận vùng 30 mấy nhỉ, trên 35. Như vậy là cũng 100%, trên 100%. Và đến thời điểm hiện tại có những cái tín hiệu rất là đẹp của VGI, và đặc điểm của VGI là chúng ta đánh là chúng ta không được vội. Đó, VGI đi đến đâu xây nền chắc đến đó, đi đến đâu xây nền chắc đến đó. Và nếu như những anh chị em mà đã về với kênh thì đã xem được những cái phân tích từ những cái vùng 20 đó và xây dựng dần, chúng ta cứ đi xây dần, và cái điểm xây cuối cùng của chúng ta đó là vùng 30. Một số anh chị nói rằng là ông này ông ấy nói thế nào chứ làm sao mà VGI về được 30? Bởi vì là VGI nó đánh nó chậm lắm các anh chị, mà chậm lại chắc, mà Hùng lại rất thích những cái mã cổ phiếu này, cứ chậm mà chắc. Đó.
Vậy thì về đến vùng 30 rồi thì phản ứng của VGI như thế nào? Đó, VGI sẽ có những cái điểm này. Đây, tích lũy rồi. Tại vùng 29, các anh chị lưu ý. Cái gap này VGI cần phải lấp. Cách đánh của tạo lập có thể đánh bung cái vùng kháng cự để chúng ta chốt lời, đúng không ạ? Đó, ví dụ như đây chúng ta chốt được chưa? Chúng ta chốt đi 50% rất an toàn. Đó, chúng ta chốt đi 50% và bây giờ chúng ta mua lại 50% ở vùng 29. Giả sử như chúng ta chốt ở phiên này, đúng không? Thì bây giờ mua lại 29 thì có phải là chúng ta đã lãi được 1.000 trên một cổ phiếu không ạ? Đó. Đó, vậy thì chúng ta chốt 50% ở đây nhưng mà chúng ta lại mua lại được thêm 60% ở đây bởi vì giá vốn nó thấp hơn các anh chị, đúng không? Chúng ta chốt ở vùng 30.5, chúng ta mua lại 29 thì có phải là lãi 1.500. Đó, vậy thì đó rất là an toàn. Đó, trường hợp nếu như mà VGI gãy vùng 29 thì chúng ta bán nốt 50% còn lại. Đó, chúng ta chốt, chúng ta ra hàng rất an toàn và rất hợp lý. Mục tiêu tiếp theo của VGI vùng 34 và câu chuyện của VGI là một cái câu chuyện về trung hạn, các anh chị lưu ý như vậy. Nó giống như Cotecom, nó giống như VCS và nó giống như Vietcombank, nên là chúng ta lưu ý VGI. Những mã cổ phiếu đẹp Hùng sẽ nói kỹ. CTR thì chúng ta chốt rồi, chúng ta chốt rồi nhưng mà CTR không chịu chỉnh là thế nào nhỉ? Đi ngang. Thôi ok, chúng ta không tham gia. Nếu như mà khi chốt rồi mà cổ phiếu không chỉnh thì chúng ta không tham gia. Đi ngang như thế này cũng rất có thể là nó rơi, có thể là nó sẽ chạy tiếp nhưng mà nó đi một đoạn nó phân phối xong nó rơi tõm thế này mình cũng chết luôn. Thôi bỏ qua được chưa? Những cái gì nó không an toàn tốt nhất đừng có tham gia. VTK hiện tại yếu. Vùng mà Hùng phân tích ở đây đâu đâu đó khoảng vùng 24.5 đi ngang xiết xiết này. Không ăn thua. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái nhóm này. Cái nhóm ngành khu công nghiệp. Thì tại vì sao mà Hùng lại nói đến cái nhóm ngành khu công nghiệp? Nhóm ngành khu công nghiệp nó đã có những cái câu chuyện mà khi bản thân Việt Nam chúng ta bị cái dịch Covid thì Việt Nam đã xây dựng cái hình tượng của chúng ta ở trên trường quốc tế nó rất đẹp. Và cái câu chuyện tiếp theo đó là cái câu chuyện là Mỹ và Trung Quốc có tiếp tục đánh nhau hay không thì chắc chắn sẽ tiếp tục đánh nhau. Đó, và Mỹ sẽ tìm một cái liên minh để chống lại Trung Quốc, đó là sẽ liên minh của những cái nước nào đó để cho ông Trung Quốc ông bơ vơ. Và hiện tại thì những cái động thái ví dụ như Nhật cũng đang bắt đầu rút những nhà máy từ Trung Quốc về chính quốc hoặc là đi sang khu vực Đông Nam Á, tức là các nước xung quanh đang 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 tìm những cái phương pháp, những cái biện pháp để tránh lệ thuộc quá lớn vào Trung Quốc, bởi vì là qua cái dịch vừa rồi thì rất nhiều nước mới thấy rằng à chúng ta đang bị lệ thuộc quá nhiều và cái câu chuyện về Việt Nam đang xây dựng những hình tượng rất là đẹp ở trên trường quốc tế, đó là cái cơ sở để chúng ta đánh sóng ngành khu công nghiệp. Và sóng ngành khu công nghiệp đã vào rồi các anh chị, đã vào rồi, vào đẹp lắm rồi, vào từ cái lúc mà bắt đầu nghỉ lễ đúng không ạ? Và tiếp theo đó là cái câu chuyện về Vinhome đúng không ạ? Cũng đang có những cái ý tưởng, ý định để nhảy vào cái lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp. Vậy thì đấy là những cái câu chuyện mà nó đẹp lắm, nó rất là đẹp. Chính vì vậy nên là chúng ta đã có những cái phân tích và gần như những cái tài khoản trong team của ông Lê thì cũng đang nắm các cái mã ngành của khu công nghiệp rất là đẹp. SZL. Bản thân SZL có một cái vùng hỗ trợ đây đó. Khi mà SZL đánh vượt thoát lên và có những điểm chỉnh kỹ thuật thì ngay lập tức là Hùng phải can thiệp luôn cái câu chuyện ở cái vùng 37.5. Nếu như các anh chị đây là bản tin tuần trước thì Hùng đã có những cái này đúng không? Và từ vùng 37.5 này cổ phiếu không gãy tích lũy trở lại được thì đầu tiên nó sẽ đánh vượt thoát lại vùng 40. Đó, đánh vượt thoát lại vùng 40. Sau khi vượt thoát lại vùng 40 thì cái vùng đệm và bản thân ở trong trong tuần vừa rồi là SZL đánh khá là đẹp lên đến tận vùng 42.85. Cao nhất 42.85 nhưng phiên ngày hôm sau thì lại bị trả cung lại, nhưng những cái trả cung này nó cực đẹp luôn đấy, đẹp vô cùng luôn, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Và tổ quốc ta ơi ở vùng giá 40 được chưa? Vùng giá 40 không gãy SZL sẽ tiếp tục chạy. Và cái câu chuyện là nó chạy đến đâu thì đầu tiên là 45 đã được chưa? Đến 45 sau đó thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. Và các anh chị nhìn thấy đây, lịch sử tạo lập của SZL đã đánh từ vùng 30 và lên vùng 60, tức là 100%, 100%. Và SZL ở đây thì khi mà chúng ta phân tích nhá, các anh chị bị chậm những cái điểm mua vàng mà chúng ta phân tích ở đây này. Đó là vùng 33.
Từ vùng 33 đến vùng 34 này, đấy là những cái điểm mua vàng để chúng ta có vùng 40, vùng 40 chỉnh chạm kỹ thuật để chúng ta có vùng 45. Đó, anh chị thấy chưa? Nên là hàng tuần và hàng theo cái dòng thời gian thì chúng ta lần lượt chúng ta phân tích, đúng không ạ? Ok, SL đang rất là đẹp. D2D thì sao? Đây các anh chị nhé, có luôn, tức là những cái phân tích của Hùng nó là thường nhật. Và cách đây 3 ngày chú bạn 3 ngày đây, cập nhật D2D. Đây, khúc 2, như vậy là D2D đã hoàn thành khúc 1 ở target 60 cộng và hiện tại thì đang có cái vùng 60 là vùng kháng cự mạnh. D2D sẽ chỉnh kỹ thuật và các cái điểm gãy kỹ thuật không gãy nền 57, chúng ta gom vị thế, bắt đầu gom vị thế và đánh khúc 2. Chính thức là lên sóng khúc 2 của D2D, mục tiêu đánh của khúc này từ vùng 57 lên vùng 75. Như vậy là upside nó khoảng tầm độ 30%. Nghe cũng thơm. Đó. Thì gọi là Hùng hay có những cái tấu hài ở trên team cho mọi người đỡ căng thẳng một tí, đúng không ạ? Thì thơm thật các anh chị, nếu như thực sự mà D2D mà đánh từ vùng 57 đó mà đánh lên vùng 75 thì 30% thật chứ không phải đùa. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng những cái phiên chỉnh giảm về kỹ thuật và rất nhiều những tài khoản là cứ thế thôi, cứ đâu đó gần gần dưới 57 một tí, đúng không ạ? Gần gần 57 một tí, 58 một tí đó, 57 58 thì chúng ta mua, và bây giờ lại có 59.4 đó, vậy thì rất là tuyệt vời. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại, chỉ cần D2D thôi, có ngày thứ hai, ngày thứ ba gì đó, vào một cái ngày đẹp trời, có một cây nến xanh ngồi lung linh như thế này thì thôi, coi như xong. Và lực cầu đạt khoảng tầm độ 600.000 cổ phiếu trên một phiên thì chính thức là xác nhận cái xu thế tiếp theo của D2D. Và lịch sử tạo lập của D2D thì các anh chị cũng có thể xem lại đây, từ vùng 40 và đánh lên vùng 90, cũng nhân 2 luôn. Đó, thì bây giờ mới đánh ở vùng 45 thì đâu đó nhân 2 thì cũng phải vùng 90 các anh chị nhỉ, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta cứ mơ mơ mộng mộng một tí, biết đâu được nó về vùng 90 thật, và chúng ta cứ lần lượt chúng ta phân tích, chúng ta không đi đâu mà vội cả. Tiếp là một mã cổ phiếu mà thế mạnh luôn, và nếu như mà ai mà mua được theo Hùng Lê phân tích ở những cái vùng giá 14.8 đến 15.2, thì bây giờ chúng ta kê cao gối để chúng ta ngủ, kê cao gối để chúng ta ngủ, để chúng ta chờ đón một con sóng của tip. Và tạo lập của tip thì cũng như vậy, từ vùng giá 12 và đánh lên tận vùng 35, tức là cứ cho vùng 10 đánh lên 30 nhân 3 các anh chị. Và đây là những cái thất bại của những nhà đầu tư đó, không về tim của Hùng Lê. Khi mà những một cái sóng xuống như này, Hùng Lê tuyệt đối là không bao giờ khuyến nghị các anh chị lên mua, đúng không ạ? Đó. Và khi một sóng lên như thế này thì tại sao chúng ta lại không mua, đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại không mua? Và tip đã hoàn thành vùng giá 20, vùng giá mục tiêu đầu tiên của đánh từ vùng 15, cứ cho 15 đi, lên vùng 20 hoàn thành. Sau đó hoàn thành vùng 20 có thể có những cái điểm trả cung. Ôi, đẹp quá, đường cong mềm mại vùng 18, đẹp không anh chị? Cực kỳ đẹp luôn, những cái điểm trả cung ở đây không gãy và lực cầu bắt đầu quay trở lại thì xu hướng sẽ đánh vượt trần 20. Vượt trần 20 rồi thì bây giờ có thanh thang không anh chị? Đường về 24 của tip nó chỉ ngày 1, ngày 2 thôi, đẹp lắm. ITA thì thôi không nói nữa rồi. ITA thì hàng đột biến. Tại sao lại hàng đột biến? Bởi vì là trong những cái nhịp mà phân tích từ đâu đó vùng 2 mà về đến vùng 3. Các anh chị nhá, vùng 2 về đến vùng 3 như vậy là chúng ta đã lãi 50%. Và cái target 3 là target cuối cùng mà gần như Hùng chỉ phân tích đến đây thôi. Và đúng thật là khi nó vượt thoát 3 một cái thì thôi rồi, nó chạy. Nhưng mà nó chạy như thế này thì cũng một là sẽ nhiều nhà đầu tư ăn được. Nhưng rồi cũng sẽ có nhiều nhà đầu tư phải gọi là giã từ sự nghiệp chứng khoán. Đây các anh chị. Và khi những cái sự nguy hiểm đây, đúng không ạ? Đó. Lòng tham ở trên thị trường chứng khoán nó là vậy. Khi cổ phiếu cứ miết miết tăng và
và anh chị chúng ta vô hình dung chúng ta đua phải những cái này và nó giảm cho một phát như này thì coi như là chúng ta sốc sốc nhiệt luôn. Đó, sốc nhiệt luôn. Đó thì đây cũng đang là một cái nhịp kéo lên khá là mạnh, thì hiện tại những cái tín hiệu là chúng ta thấy rằng là nó đang kéo thế này thôi. Nhưng mà cái việc mà nó chỉnh như lúc nào thì bây giờ đến thời điểm này thì cũng không thể biết được. Và cái câu chuyện của ITA thì cũng nêu lên để chúng ta xem thế thôi. DTD. À, DTD thì đã hoàn thành cái vùng ở đây các anh chị nhỉ, đã hoàn thành vùng đây. Đó, DTD thì cái vùng cản ở đây là vùng 13. 13. Đó, 13. Thì thường thường là khi gặp cản thì cổ phiếu lại chỉnh giảm lại thôi, và chúng ta lại có một cái đường cong mềm mại của DTD ở đây. Đường cong mềm mại này thì ở vùng khoảng 11.5. 11.5 DTD tích lũy thành công ở vùng 11.5 thì xu hướng là gì? Những cái điểm test cung như điểm ngày hôm nay rất là đẹp, DTD sẽ đánh vượt thoát vùng 13. Đầu tiên phải vượt thoát vùng 13 đã. Nó cũng giống như là em phân tích đó. Tip đánh vượt thoát vùng 13, và khi có một cái cây nến ngồi thoát vùng 13 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết, và mục tiêu ở trong nhịp này DTD có thể đánh chạm vùng 16. Đó, 16 17 gì đây. Nói chung là cứ tạm tạm đến vùng này, chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi, chúng ta không có một cái gì nó là KBC. Người anh em của ITA thì ngày hôm nay cũng đã đánh chạm trần, tức là 14. Khi đánh chạm cái vùng 14 này thì thường thường là nó sẽ có những cái xu hướng để nó test cung lại. Thì những cái điểm test này của KBC sẽ chưa hết đâu các anh chị nhé. Nó có thể là phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới vẫn đang có những cái điểm test ở vùng 13.5. Và chúng ta quan sát ở vùng 13.5, nếu như cái điểm 13.5 này không gãy và lực cầu duy trì ổn định ở khoảng tầm độ 2 trung bình đến 2 đến 3 triệu cổ phiếu một phiên thì cái cơ hội mà KBC trong nhịp này xem nào, có sóng lớn không? Sóng lớn bây giờ cũng chưa nhìn thấy. Sóng lớn chưa nhìn thấy, nhưng mà ít nhất là cái vùng 13.5 đến vùng 14, 13.5 không bị gãy thì chúng ta tiếp tục có một cái điểm đánh tiếp theo của em này đâu đó khoảng vùng 15.5. Cứ biết đến khúc 15.5 đã, còn vượt thoát khúc 15.5 để nó đi lên đến chỗ nào thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Sóng ngành khu công nghiệp các anh chị, nên là chúng ta không sợ đâu. FGS này cũng là khu công nghiệp này, hôm nay đánh trần này đó. Lịch sử của SGS thì nó đánh cũng khá là đẹp, và những cái điểm mà chúng ta phân tích ở SGS đâu đó ở khoảng vùng 16. Và còn đến lên đến trên này rồi thì chúng ta không còn cơ hội nữa, và khi mà cổ phiếu đã chạy lên đến những vùng trên này thì Hùng cũng ít khuyến nghị anh chị chúng ta mua. SNZ này, cái mã cổ phiếu này này, nói có sách mách có chứng này, SNZ. Bản thân SNZ trong bản tin phân tích tuần trước, đúng không ạ? Chúng ta đã đưa ra cái vùng mục tiêu của chúng ta, đó là vùng 22 đến vùng 23 trong biên đi ngang ở đây, và chúng ta sẽ gom bởi vì là những cái tín hiệu nền này thì nó rất là đẹp rồi, và chính là kết thúc cái bản tin tuần trước đúng không ạ? Tuần trước đó thì chúng ta đã có những cái phân tích, và đến tuần này thì đẹp quá, SNZ có hai phiên chạy rất mạnh, phiên này thì là cái phiên nó lấp lại gap thôi. Vì cơ bản là mục tiêu của chúng ta đó là chạm vùng 28 thì cổ phiếu này đã hoàn thành rồi, đúng không ạ? Hoàn thành 28 thì những cái gì mà chạm trần thì nó sẽ rụt cổ xuống. Ví dụ lúc mà chúng ta mà vô hình dung mà chúng ta bị đập đầu lên trên trần nhà thì đương nhiên chúng ta phải rụt cổ xuống, đúng không ạ? Nó đau chứ, cổ phiếu nó cũng đau các anh chị, không phải không đau đâu. Thì khi chạm về vùng SNZ, chạm về vùng 30 và có những cái điểm test cung ở khoảng vùng 26 không gãy thì chúng ta tiếp tục nối vòng tay lớn và để đưa target của cổ phiếu này lên vùng 32. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại khá là tốt, và về đến vùng 32 thì thôi chúng ta cũng sẽ chốt, bởi vì là tạo lập của cổ phiếu này thì mới lên sàn, và chúng ta thấy rằng là cái vùng đỉnh ở vùng 31 đến vùng 32 này đó thì cũng là cái vùng đỉnh cũ ở đây. Còn cái việc là cổ phiếu này có vượt thoát lên được nữa hay không thì chúng ta lại chờ tiếp, nên an toàn là cứ về đến vùng này chúng ta chén cái đã, đúng không ạ?
gặt lúa cái đã. BCM. BCM cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp. Tạo lập cũ thì chúng ta không muốn nói đây và đây. Đó. Những vùng hỗ trợ ở đây vùng 22, anh chị xem lại những bản tin một phân tích tuần trước không bị gãy và mục tiêu đánh chạm vùng 26. 26 hoàn thành chưa các anh chị? Hoàn thành rồi. Hoàn thành rồi thì như thế nào ạ? Có thể là cổ phiếu sẽ kéo buôn qua kéo buôn qua vùng 26. Đó, kéo qua vùng 26, sau đó trả lại cung. Đó, và những cái điểm trả cung này thì quá tuyệt vời luôn. Đó, quá tuyệt vời luôn, và sau đó thì nó lại lấy lại ở trên vùng 26, thì vùng 26 trở thành vùng đệm. Nó sẽ có thêm 1 đến 2 phiên nữa. 1 đến 2 phiên nữa BCM sẽ đi lình xình quanh vùng 26 và sau đó thì sẽ kéo chốt lên đến khoảng vùng 30. Và đến vùng 29 30 này thì chúng ta cũng té. Đúng không? Từ vùng 22 mà lên đến vùng 30 là đâu đó được 8.000 8 trên 22 giá vốn 36%, một lợi nhuận quá là mơ ước. SZC là một cái mã cổ phiếu cũng rất là đẹp nhá. SZC thì chúng ta xem nào. Đó, SZC thì trong tuần, khi đây là cái điểm phân tích, đây là cây nến kết tuần các anh chị, kết tuần này. Hùng ra bản tin 105 và mục tiêu là khi đó chúng ta đặt ra là SZC không gãy vùng 18, tích lũy ổn định ở vùng này và có những phiên đánh vượt thoát lại vùng đây, vùng 19, đúng không ạ? Thì chúng ta có tiếp target của em này ở vùng 22. Chúng ta có tiếp target em này ở vùng 22 và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang rất là đẹp, ủng hộ cho cái target của SSC ở khoảng vùng giá 22. Nhịp đầu là đâu đó phân tích từ vùng 14, 15 gì đó các anh chị, lên đến vùng 19. Đó, cái nhịp 1 á, các anh chị có thể xem lại. Còn cái này là chúng ta phân tích nhịp 2. Thì khi về đến vùng 22 rồi thì cổ phiếu có tiếp tục đi được nữa hay không thì chúng ta lại chờ. Lịch sử tạo lập của SSC, ở SSC là gì? Nó sẽ đi khoảng 2 cây nến tuần tăng mạnh và sẽ có khoảng 3 cây nến tuần lình xình đi ngang. Đây này, đó, 2 cây nến tuần tăng mạnh, 2 cây lình xình đi ngang. Sau đó lại 2 cây nến tuần khác đi mạnh, thì đây là một cây nến tuần đi mạnh rồi và khả năng tuần tới sẽ là một cây nến tuần đi mạnh nữa. Và ông sẽ tiếp tục cập nhật mã cổ phiếu này. SSC thì ở team của ông Lê cũng đang nắm nên là anh chị chúng ta hoàn toàn yên tâm. Cái mã BAX này thì khả năng là thanh khoản hơi thấp. BAX thì thanh khoản hơi thấp, tuy nhiên là cũng có thể tham gia được. Đó, chúng ta đã có vùng 38 đến vùng 40. Đó, vùng 38 đến vùng 40 để mua. Lãi đấy các anh chị ạ, không phải ít đâu, nó bé bé thế này thôi. Đó, thấy chưa? Này, cây nến này kéo boom phát, mà thậm chí là đây là cây nến kết tuần thì chúng ta đã có những cái điểm mua ở đây, rất đẹp đây. Đó, rất đẹp đây và mua ở vùng 40. 40 đúng không ạ? Cứ cho mua 40, bây giờ đóng cửa 43. 3 trên 40. Đó, cũng được 7,5%. Đấy, bé bé thế thôi. Cũng được 7,5% các anh ạ. Ok, như vậy là 6 ngành khu công nghiệp, 6 ngành thủy sản là những cái 6 ngành mà chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện. Cùng với đó họ Viettel có VGI, cùng với đó xây dựng có Cô Tích Công và VCS, cùng với đó ngân hàng có banh, có Vietcombank, có BID và có Công Thương, vân vân, những cái mã cổ phiếu ông Lê rất là tâm đắc. Hoặc là Mansan thì ví dụ như là có MSN đúng không ạ, hoặc là Vic, họ nhà Vic thì hiện tại là chúng ta đang tập trung của thằng Vinhome và VRE, những cái câu chuyện rất là vui. Đó, vậy thì và có kể cả Vinamilk nữa, ở một số các trụ ví dụ Vinamilk, PNG đó, vân vân. Thì như vậy là khi các anh chị mà về với team của ông Lê thì đã có rất là nhiều những cái hỗ trợ về mặt phân tích định lượng kỹ thuật để chúng ta có thể trong cái quá trình mà chúng ta trading thì chúng ta sẽ rất là yên tâm. Thị trường tăng hay thị trường giảm thì chúng ta đều có một cái điểm tựa về mặt tâm lý, luôn luôn ổn định về mặt tâm lý thì chúng ta mới có thể chiến thắng được ở trên thị trường chứng khoán. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ nói đến thị trường chung một tí. Thì bản thân hiện tại là do cái ông phái sinh nên là thị trường của chúng ta đang hơi lình xình. Thì ông phái sinh thì cái đỉnh của ông phái sinh ở khoảng tầm 815 và đương nhiên khi chạm về cái đỉnh này, đây chúng ta thấy rằng là ba đỉnh này,
Đó, ba đỉnh núi, nó rất là đẹp luôn. Và nếu như chúng ta học về phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Học về phân tích kỹ thuật thì đánh phái sinh có dễ không anh chị? Cũng thấy đánh phái sinh nó chả có gì khó cả, nó dễ lắm. Đó, thì đây là cái vùng kháng cự. Vậy thì chúng ta quan sát cái vùng kháng cự này. Đó, để chúng ta xem là chúng ta long được không. Đấy, thì đến cái thời, xin lỗi cả nhà, kháng cự là phải sọt long, vỡ mồm. Và khi mà về đến hỗ trợ thì chúng ta xem là có long được không. Thì đây giờ cái vùng hỗ trợ của phái sinh ở đâu đó khoảng vùng 775 điểm. Thì ngày hôm nay Hùng có nói với tất cả những anh chị em ở trên team là bây giờ phái sinh nó phải xả hết, nó phải ở, ông phải đưa về cái nền này, tức là nền 7, thậm chí là có thể nền 770 điểm. Đó, có thể là nền 770 điểm đến 775 điểm, tức là nó vanh nhau 5 điểm ở đây thôi. Thì các ông phải xả hết về đến cái nền này đã. Đó, về xả hết đi. Ông nào đang đang sọt thì sọt nốt đi và về đến cái nền này, phái sinh tích lũy lại ở đây và chúng ta sẽ bắt đầu có một cái lực cầu để chúng ta có những cái điểm đánh đánh giá cái thị xu hướng thị trường tiếp theo. Một cái điều đáng lưu ý ở trong phiên ngày hôm nay đó là cũng rất là hay, lực cầu 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 long đã bắt đầu bắt lại ở khoảng vùng 777, cứ cho 779 đến vùng 780 điểm thôi, đã bắt đầu bắt lại ở đây. Nhưng mà phiên ATC thì không hiểu sao lại làm quả gáp cũng cũng tưng bừng đó, thì lại đội sọt lại chơi hơi 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 kinh. Thì về cơ bản là phái sinh sẽ cần phải đang đánh những cái biên ngắn. Đó, cái biên ngày hôm qua phái sinh trong cái trận đánh của ngày hôm qua đánh cực kỳ hay. Cứ chạm đây, biên ngày hôm qua là đánh 4 vòng long long short. Vòng thứ nhất long, short, long, short. Đó, đánh đủ 4 vòng luôn. Và phiên ngày hôm nay thì khả năng là vì cơ bản là phái sinh cũng chạm vào cái vùng 793, 795 này này, nên là các anh short các anh là đánh úp ATC. Phái sinh thì chúng ta sẽ cần chờ đó, cùng nó rồi chúng ta cần chờ để nó về cái nền 775 để nó tích lũy và nó ổn định ở cái vùng này để nó phát đi một cái xu thế. Còn khi chúng ta đánh phái sinh thì nó cũng khá là đơn giản thôi đó, chúng ta tìm những cái điểm hỗ trợ và những cái điểm kháng cự để chúng ta phân tích. Và team của Hùng Lê thì có đầy đủ các cái công cụ để hỗ trợ các anh chị. Còn đối với chỉ số VN Index, tuần tới VN Index sẽ tiếp tục cái vùng hỗ trợ, đó là vùng 850. Đây sẽ là cái điểm tỷ bật rất là đẹp, và hiện tại thì dòng tiền đang đi vào cái mô hình hình nêm và dòng tiền nó sẽ có những cái điểm vượt thoát ở đây. Đường MACD chưa có gì là nguy hiểm cả. VN Index tiếp tục có những cái điểm tích lũy đi ngang ở quanh vùng 860 điểm. Đấy là một tín hiệu cực kỳ tích cực của thị trường, rất là tích cực của thị trường. Và cái mục tiêu là gì? Hùng có đánh giá rằng là thị trường cần kéo một nhịp nữa trước khi chỉnh, chưa hết sóng. Lý do chưa hết sóng bởi vì hiện tại là đang có những cái câu chuyện nó rất là đẹp về thị trường, thì cái câu chuyện đẹp đó thì có thể chúng ta sẽ chia sẻ sau. Về sóng sánh, rồi về nhóm ngành, rồi về vĩ mô, rồi về những cái chính sách của chính phủ của chúng ta, đó, tất cả những cái yếu tố đó sẽ làm nên một cái thị trường mà Hùng Lê đánh giá là khi phái sinh sọt về vùng 775 điểm sẽ là vùng cân bằng để hỗ trợ, và sau đó thì cầu long sẽ quay trở lại, nó sẽ song trùng với việc của VN Index kéo một cái nhịp sóng cuối. Cuối hay không thì Hùng cũng chưa biết, nhưng mà tóm lại là phải kéo một nhịp nữa rồi mới tèo được, chứ chưa phải là tèo ở cái vùng 850, 860. Với chỉ số VN30F1M đó thì chúng ta có ở đây vùng 700 765 đến 780, 780. Và ông phải đưa về cái vùng này, đấy là cái vùng cân bằng, và về cái vùng cân bằng này rồi thì rất có thể là phái sinh sẽ có một cái chen long dài ở bên này. Đó, chen long dài có hay không thì chúng ta phải chờ, và những cái phân tích đó nó sẽ đi vào trong những cái phân tích hàng ngày của Hùng. Ok, đối với phái sinh là như vậy, đối với VN30. Đối với VN30 hiện tại thì đẹp và đang tìm cái vùng hỗ trợ ở đây là 785 đến 800 điểm, đó là cái vùng hỗ trợ của VN30. Và VN30 đang lình xình, đang có một tuần, tức là tuần vừa rồi thì gần như đi ngang, bởi vì phái sinh mà, phái sinh cứ long lên xỏ xuống nó cũng không không rõ xu hướng. Đó, một tuần lình xình đi ngang ở đây và đang tích lũy đẹp ở trên vùng 800, và kỳ vọng sang tuần tới đó sẽ có những cái điểm kéo lên. Và mục tiêu thì có thể là VN30 chạm vùng 850 thì nó sẽ song trùng với cái câu chuyện là VN Index
sẽ kéo lên khoảng vùng 900 và nó sẽ song trùng với cái câu chuyện là phái sinh sẽ về điểm cân bằng ở 780 700 đó, khoảng tầm tầm đó, 780 765. Đó thì sẽ song trùng những cái câu chuyện đó là rất là phù hợp trong cái lối mà chúng ta phân tích. Ok, hôm nay thì thực sự là Hùng cực kỳ mệt. Từ tối qua đến chiều nay bây giờ mới dậy được, bởi vì là hôm qua thì anh em ở trong Sài Gòn ra uống bia, và tối nay thì Hùng lại có một cái liên hoan của công ty, chính vì vậy nên là khả năng là cũng không đi được, nhưng mà cố gắng dậy để làm một cái bản tin để gửi đến cộng đồng nhà đầu tư những cái góc nhìn, những cái chia sẻ, bởi vì nó đã trở thành một cái thói quen rất là quen thuộc, đó là thứ sáu thì Hùng sẽ làm bản tin, và cũng như là 11.000 anh chị em đang đăng ký kênh thì cuối thứ sáu thì sẽ chờ những cái bản tin của Hùng lên đó. Vậy thì Hùng sẽ cố gắng trong cái góc độ cái khả năng của Hùng đến đâu thì Hùng sẽ nói đến đó, đúng không ạ, và Hùng hiểu đến đâu thì Hùng sẽ nói đến đó, và Hùng có cái gì thì Hùng sẽ nói hết những cái đó, không có giấu giếm gì cả, với một mục tiêu cuối cùng, đó là gì, chúng ta là những chiến binh đó, chúng ta phải cưỡi sóng, chứ chúng ta đừng có cưỡi trên con sóng để chúng ta tránh là nước nó vả vào mặt và có thể là bị đuối nước, có thể bị uống nước và thậm chí là có thể chết đuối, đúng không ạ, tức là chết đuối có nghĩa là chúng ta giã từ sự nghiệp chứng khoán là chúng ta chết đuối rồi đó. Vậy thì chúng ta đồng hành cùng với Hùng để có được những cái góc nhìn mang cái tính chất nó là tham khảo đó, sau những cái góc nhìn đó các anh chị tự đánh giá lại những cái phân tích định lượng đó để đưa vào cái bản kế hoạch của mình. Xin chào tạm biệt cộng đồng nhà đầu tư, và đến tháng 6, cuối tháng 6 thì Hùng Lê dự kiến bay vào Sài Gòn, và những anh chị em nào đang ở Sài Gòn thì có thể liên hệ với team Hùng Lê tại Sài Gòn để chúng ta gặp gỡ, uống cà phê, giao lưu và có những cái câu chuyện chia sẻ về thị trường chứng khoán. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.